Thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là chấn động giúp tuổi Ất Mão sinh năm 1975 đón Tết 2024 ấm no, giàu sang, sung sướng, tiền vàng nhất chật két, ăn Tết thật linh đình. Tiên tri chấn động chính xác 100%, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, được trời Phật bảo hộ, thần tài ban cho lộc lớn, nắm được thiên cơ, tiền vàng ùn ùn đổ về nhà, đón Tết 2024, cực giàu sang, sung sướng. Thần tài lộc ghé nẻo đường, đường dài thịnh phát khí vượng thanh thang, hai tay dâng hưởng giàu sang, chấm thêm điểm sáng an khang nơi này, chẳng còn vất vả nơi nơi, không cần chờ đợi lộc bay khắp nhà. Quý anh chị tuổi Ất Mão thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Ất Mão sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Ất Mão hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Ất Mão phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng, anh chị tuổi Ất Mão đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Ất Mão không được dễ dàng làm mấy. Ất Mão thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Ất Mão hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Ất Mão những điều bất như ý anh chị nhé, vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ. Bản mệnh Ất Mão hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Ất Mão đang có, dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời. Bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Ất Mão, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp anh chị Ất Mão nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui, trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10. Nếu tâm của Ất Mão thay đổi, thì thái độ của Ất Mão cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Ất Mão sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Ất Mão chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Anh chị Ất Mão thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi ấy bản mệnh Ất Mão có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chím sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ, nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của anh chị quý. Vì hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời giúp người anh chị nhé. Và ngay bây giờ không để anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời anh chị cùng lắng nghe. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Năm Mão tượng trưng cho lòng tốt, sự nhạy cảm và dịu dàng, những người tuổi Mão cũng rất hiếu khách và thích giúp đỡ người khác, đây là đặc tính tự nhiên, vì họ không thích những tình huống khó lường trước, tuy nhiên, lòng tốt và sự nhiệt tình giúp đỡ của họ thường dễ bị người khác lợi dụng. Thái độ hòa hoãn và dễ chịu của những người tuổi Mão là một sự thay đổi so với ba cung tuổi đầu tiên, nhưng thái độ đó lại một lần nữa khiến họ dễ bị xúc phạm và lợi dụng. Trong 12 con giáp, đây là cung mệnh có tính cách dịu dàng nhất. Những ai thuộc cung Mão đều là những người tinh tế, biết cảm thông, được biết đến như là những người vì hòa bình. Họ ghét bạo lực và luôn hướng tới sự thanh bình. Đây là những người khá khôn ngoan, có tài nhận thức về thế giới một cách bẩm sinh, ẩn chứa sự sâu sắc, sáng suốt bên dưới vẻ ngoài vô tình lãnh đạm.
Với óc sáng tạo phong phú và tầm hiểu biết cao, người tuổi Mão có thị hiếu vô cùng tinh tế. Họ là những người có phong cách với óc thẩm mỹ và khiếu nghệ thuật cao. Người tuổi Mão rất biết hưởng thụ, thích thưởng thức cái đẹp và yêu thích sự giàu sang. Họ dốc sức để đẩy mạnh hòa bình cho nhân loại và giữ hòa khí giữa mọi người, tránh để xảy ra mâu thuẫn và những điều không hay, kín đáo, dễ chịu và là người bạn tốt. Mặt khác, họ khá hậm hĩnh, hay ngồi lê đôi mách và khó có thể tự vực mình dậy khi gặp phải hoàn cảnh éo le bất chắc. Dù cởi mở dễ gần, nhưng họ thích cuộc sống yên tĩnh và tương đối bảo thủ. Sự quan tâm an ủi rất cần thiết với họ và họ thường hay than vãn mỗi khi gặp phiền toái. Đôi lúc người tuổi Mão trở thành kẻ nhu nhược và cơ hội vì họ là người an phận. Trong cuộc sống họ không có lý tưởng cao lắm, chỉ cần lúc nào mình cũng an toàn là được. Họ ăn nói lưu loát có tài và rất tự trọng, khiêm nhường, biết giữ gìn ý tứ, có đức hạnh, có một thị hiếu hoàn hảo. Tuổi Mèo thích giao thiệp, người ngoài rất quý mến họ. Họ cũng thích bịa chuyện, nhưng bịa đặt rất tinh khôn, tài tình. Những điều bỉ ổi họ luôn tránh đề cập trong câu chuyện. Người tuổi Mão rất gắn bó với những ai họ cảm mến, không mặn mà với họ hàng, bè bạn. Họ không dễ gì mất bình tĩnh, rất đằm tính, tránh cáu giận. Họ đặc biệt thành đạt trong kinh doanh. Về khí chất, người tuổi Mão thuộc loại ưu tư, dễ mủi lòng, thậm chí rất mau nước mắt. Người tuổi Mão là những con mọt sách nhưng lại chẳng thông thái bao nhiêu. Số họ rất đỏ trong những trò cờ bạc, đỏ đen, bởi lẽ họ có một mẫn cảm tuyệt vời khi chọn bài đặt cửa. Họ khá bảo thủ và không bao giờ làm gì nếu chưa cân nhắc kỹ lợi hại hơn thiệt. Nhiều dân tộc châu Á rất dè dặt khi cư xử với người tuổi Mão, bởi họ tin rằng đám phù thủy thường vẫn mượn lốt những giống vật vô hại như loại này để trà trộn với người trần gian. Người tuổi Mão có một ý chí mạnh mẽ và lòng yêu thương mãnh liệt dành cho gia đình, đó cũng là động lực thúc đẩy dành cho họ. Họ khá phụ thuộc, đặc biệt cảm thấy vui vẻ khi được chuyện trò cùng bè bạn thân quen. Thật vậy, họ là những người thích tám chuyện nhất đấy. Trong cuộc sống gia đình, Mèo là trung tâm, đó là do họ luôn để dành toàn bộ tiền bạc và công sức để tạo nên một không gian sống đáng yêu nhất. Khiếu thẩm mỹ sẵn có sẽ giúp họ trang hoàng tổ ấm của mình vừa nhí nhảnh, vừa tinh tế. Với lòng đam mê nghệ thuật, họ luôn dành thời gian cho những gì liên quan đến lĩnh vực này. Hãy nhìn đồ vật xung quanh họ xem cả một kho báu đấy chứ. Xanh lá là màu dành cho người tuổi Mão. Người tuổi Mão thích làm đẹp, ưa trưng diện hơn nhiều so với người bình thường. Anh ta không tiếc tâm sức tiền bạc để sắm thêm những bộ trang phục hào nhoáng, đẹp đẽ cho mình. Cho dù không dư giả gì về kinh tế, anh ta cũng sẽ gắng hết sức làm cho mình cũng lộng lẫy, lịch sự như ai. Do quá chăm chút tới vẻ ngoài, nên rốt cuộc anh ta chỉ biết tiêu tiền vào việc làm đẹp cho bản thân, không có thời gian quan tâm tới việc làm phong phú tâm hồn, khiến anh ta giống như cái lọ hoa chỉ để ngắm chứ ít để dùng. Người tuổi Mão là người gặp may mắn nhất trong 12 con giáp. Đúng như trong thần thoại Trung Quốc, mèo tượng trưng cho sự trường thọ, tinh danh và khôn ngoan. Mèo đại diện cho sự nhân từ, tao nhã, dịu dàng, đáng yêu, cách sống nhân ái, dịu dàng có phần thận trọng, bộc lộ những phẩm chất, tư chất của một nhà ngoại giao tài ba và một chính trị gia lão luyện dày dặn. Người tuổi Mão thích sống trong môi trường yên tĩnh, hòa thuận thoải mái. Anh ta là người kín đáo, yêu nghệ thuật và giàu óc phán đoán. Anh ta rất thích hợp với những công việc liên quan đến chính trị và hành chính. Song đôi lúc anh ta lại tỏ ra vui giận thất thường. Anh ta sẽ trở nên xa cách với môi trường hoàn cảnh của mình hoặc lạnh nhạt thờ ơ với mọi người những khi như vậy. Tuổi Mão không thích chiến tranh, mâu thuẫn, gây sự với bất kỳ ai. Nhưng một khi có người xúc phạm, họ sẽ trở nên cộc cằn, khó chịu. Người tuổi này có nhiều mục tiêu, chí hướng song không quyết tâm, kiên trì, thường nản chí trước khó khăn, thử thách. Thay vì đối mặt với nguy hiểm thì họ chọn cuộc sống an phận, bình yên. Tuổi Mão coi trọng tình cảm hơn là tiền bạc, giàu sang, uy quyền với họ chỉ là giấc mơ phù du của con người. Tuổi Mão là những người khéo léo trong việc cất giấu tình cảm của mình. Họ có thể đánh lạc hướng đối phương bằng những hành động thờ ơ, lạnh lùng, khiến người khác dễ hiểu lầm. Những người này cảm thấy ngại ngùng khi phải thể hiện những tình cảm của mình, bởi vậy họ chọn cách âm thầm giấu kín. Phụ nữ tuổi Mão thường là những cô nàng có ngoại hình ưa nhìn, hành động cử chỉ dịu dàng, ân cần. Họ phóng thoáng, rộng lượng với bạn bè và những người thân xung quanh. Những người này sẵn sàng đầu tư một khoản lớn để chăm sóc hình thức bên ngoài của mình, xuất hiện trước đám đông. Cô nàng này luôn thu hút được mọi sự chú ý, lúc gợi cảm bởi những chiếc váy sexy, lúc mạnh mẽ với những trang phục cá tính. Phụ nữ tuổi Mão thích làm đẹp, trở thành người nội trợ trong gia đình hơn là tham gia kiếm tiền, xây dựng kinh tế gia đình. Họ luôn dành nhiều thời gian để chăm sóc, quan tâm tới những người thân xung quanh, đặc biệt là hết mực yêu thương chồng con. Cô nàng tuổi Mão có con mắt khá tinh tế và sắc sảo. Họ có thể hiểu thấu được những suy nghĩ thầm kín của người khác,
Bởi vậy, họ luôn là người vợ đảm đang, là cánh tay phải đắc lực cho chồng của mình khi cần thiết. Đặc biệt, trong đời sống hôn nhân, phụ nữ tuổi Mão biết nhường nhịn, bao dung và tha thứ, đây chính là nền tảng cho một mối quan hệ lâu dài. Phụ nữ tuổi Mão khi lựa chọn người bạn đời thường có xu hướng tìm kiếm người có kinh tế mạnh, địa vị, quyền lực trong xã hội. Họ thích cuộc sống hưởng thụ mà không phải lao động vất vả, điều đó khiến cô nàng trở nên thực dụng trong mắt nhiều người. Đàn ông tuổi Mão tuy bên ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ, nhưng thực ra họ cũng yếu đuối và nhạy cảm. Họ thấu hiểu với cuộc sống của những con người nghèo khó, bất hạnh và luôn tìm cách giúp đỡ những người gặp khó khăn. Anh chàng này khá hiền lành, không thích đấu khẩu, gây sự với bất kỳ ai. Trong giới hạn có thể, người này biết nhẫn nhịn khi cần thiết. Với trí thông minh cũng như sự sáng suốt của mình, mèo luôn là người bạc thiệp giỏi ngoại giao, vì thế họ quen biết rộng rãi, có nhiều mối quan hệ xã hội. Với óc sáng tạo phong phú, những chú mèo dịu dàng luôn tìm đến thế giới âm nhạc và hội họa. Ta dễ dàng thấy rằng nhiều người trong số họ làm việc trong lĩnh vực y khoa, thiết kế, âm nhạc và thời trang. Thêm một nét tính cách đáng yêu của mèo là họ rất tinh tế, biết quan tâm đến người khác, biết lắng nghe và cảm thông. Họ cũng có lòng trắc ẩn có thể giúp họ thành công trong các công việc như nhà trị liệu, bác sĩ, y tá hay nhà tâm lý. Những người tuổi Mão cũng có khả năng kinh doanh và giao tiếp tuyệt vời. Người tuổi Mão thường có cuộc sống yên ổn bình an. Điều này do bản thân tính cách người tuổi Mão chi phối. Môi trường sống yên bình là môi trường anh ta ưa thích. Do đó, người tuổi Mão đa số hài lòng với hoàn cảnh hiện có. Nói cách khác, anh ta chẳng có ước mong gì lớn lao to tát. Vì vậy rất ít người sinh năm Mão làm những việc rầm rộ, lập nên những thành tích chói lọi, trừ người tuổi Tân Mão nếu biết hợp tác chân thành với bạn bè. Với tính cách của người tuổi Mão, cuộc đời anh ta sẽ không gặp phải sóng gió, trở ngại lớn lao, cuộc sống diễn ra êm đềm đúng như anh ta muốn. Suy cho cùng, bản thân cuộc sống ấy đã đủ để bao người ước ao rồi, thì anh ta còn phải đòi hỏi cao xa gì? Nếu mong muốn cao xa, chưa biết chừng sẽ gặp nhiều trắc trở bất lợi. Người tuổi Mão đối xử với mọi người khẳng khái, nên gây dựng được những mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp rộng rãi. Nói chung, người tuổi Mão có cuộc sống tiền tài sung túc, suốt đời không phải lo lắng về tiền bạc. Song cũng chính sự lạc quan vốn có, những mối nhân duyên tốt đẹp, không tính toán nhỏ nhặt, nên người tuổi Mão chả mấy ai ký cóp, một khi dư giả trong tay thì tiêu xài thoải mái. Không có điều độ, anh ta luôn mua sắm thỏa thích, thích thú vô cùng trước những món đồ xa hoa, những thứ mới lạ, do đó anh ta thường xuyên rơi vào tình trạng thu không đủ chi. Hơn nữa anh ta không biết quản lý chi tiêu tiền bạc, cứ có tiền là tiêu, vì vậy tuy có khả năng kiếm tiền, song anh ta không phải là người phú quý giàu sang. Nhờ vào con mắt tinh tế, sự hiểu biết và thông minh của mình mà tuổi Mão đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến chính trị và nghệ thuật. Họ là những người không thích sự cạnh tranh và luôn cố gắng dĩ hòa vi quý với mọi người xung quanh. Phụ nữ tuổi Mão giỏi trong kinh doanh, thích giao tiếp với mọi người và có niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật. Đàn ông tuổi Mão với lòng kiên trì, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm đã giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, những người này đa số hay bảo thủ, cố chấp, không nghe theo mệnh lệnh, lời khuyên của bất kỳ ai. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp mà tuổi Mão xây dựng được mối quan hệ rộng rãi trong xã hội. Họ đa số là những người làm việc trong các lĩnh vực như hội họa, thiết kế, sáng tác âm nhạc hay trở thành những bác sĩ, y tá, nhà tâm lý học. Dù làm việc gì thì những người này vẫn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn đặt lợi ích của mọi người lên hàng đầu. Tổng quan tử vi năm 2024 của người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Tuổi Ất Mão 1975 sinh từ ngày 11 tháng 2 năm 1975 đến ngày 30 tháng 1 năm 1976, dương lịch, cầm tinh con mèo, thiên can Ất kết hợp với địa chi Mão, mang ý nghĩa đắc đạo chi miêu, tức mèo đắc đạo. Sinh năm 1975 mệnh thủy, đại khe thủy, nước khe lớn, theo thuyết ngũ hành, năm 2024 giáp thìn mệnh hỏa. Như vậy ta có mệnh thủy của tuổi tương khắc với mệnh hỏa của năm 2024, thiên can Ất bình hòa với can giáp, địa chi Mão tương xung với chi thìn. Xét theo mệnh can, chi, năm 2024 giáp thìn là một năm có xung, có hợp với Ất Mão nam mạng. Công việc của bản mệnh tuổi Ất Mão trong năm này có sự chuyển biến tích cực khi duy trì tính kỷ luật hiệu quả, làm việc chỉn chu khoa học. Tinh thần chủ động là điểm mạnh giúp mệnh chủ đối phó linh hoạt trong mọi tình huống, biết cách quản trị rủi ro, quản lý chi tiêu tài chính giúp tuổi Ất Mão nắm vững tài sản và nguồn thu nhập. Ở độ tuổi này, bản mệnh không còn nhiều gánh nặng, áp lực của cuộc sống. Thay vào đó, khi con cái đã dần trưởng thành, anh chị tuổi Ất Mão sẽ được thảnh thơi, thư thái hơn. 1. Sao chiếu mệnh.
Mệnh chủ sinh năm 1975, gặp sao Thái Dương chiếu mệnh trong năm 2024, chòm sao Phúc Tinh chủ về tài lộc và sức khỏe, Ất Mão nam mạng có vận khí khá thịnh vượng, vượt qua giai đoạn thăng trầm trong công việc nhờ tài trí thông minh, cách cư xử khéo léo. Nếu duy trì phong độ làm việc ổn định, mệnh chủ sẽ nhanh chóng hoàn thành mục tiêu sự nghiệp. Với nữ mạng, Ất Mão nữ mạng gặp sao chiếu mệnh Thổ Tú trong năm Giáp Thìn, chòm sao chủ về thị phi, thử thách. Năm này mệnh chủ nên duy trì những công việc nhẹ nhàng, không nên làm việc lao lực gây tổn hại đến sức khỏe. Trong cuộc sống, nữ tuổi Mão 1975 hãy giữ thái độ dĩ hòa vi quý, đối với chuyện gièm pha thì nhẹ nhàng cho qua, không nên bận tâm nhiều. 2. Vận hạn. Bước sang năm 2024, Ất Mão nam mạng gặp hạn toán tận, vận hạn chủ về hao tốn tiền bạc, tài sản. Nam mạng tuổi Ất Mão nên lưu tâm tới vấn đề tài chính, chủ động quản lý chi tiêu cá nhân cũng như tích lũy an toàn để bảo vệ nguồn thu tài sản. Vận hạn nhắc nhở bản mệnh cần cẩn trọng trong việc đầu tư, vay mượn hay ký kết giấy tờ. Đối với nữ mạng, gặp hạn Huỳnh Tuyền trong năm 2024, vận hạn chủ về sức khỏe, năng lượng suy giảm. Vận hạn nhắc nhở bản mệnh nên chú ý tới tình trạng sức khỏe, trạng thái tinh thần, có những chuyện không thể cưỡng cầu thì nên thuận theo lẽ tự nhiên để tâm được an, lòng thanh thản, hài lòng với cuộc sống hiện tại, trân trọng từng khoảnh khắc bên người thân gia đình thì mệnh chủ sẽ cảm thấy hạnh phúc an nhiên. 3. Vận niên. Nam và nữ tuổi Mão 1975 gặp vận niên, thử ngộ điền, tức chuột gặp đồng lúa trong năm này, báo hiệu một năm khởi sắc trong sự nghiệp và tình cảm. Mệnh chủ Ất Mão sẽ nhận được thành quả xứng đáng sau thời gian dài nỗ lực và làm việc. Vận may tài lộc đúng thời điểm giúp mệnh chủ thêm phần tự tin trong công việc, đảm đương tốt các dự án sắp tới. Tổng quan tử vi tuổi Ất Mão 1975, Tết 2024 âm lịch. Xem tử vi Tết 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, cục diện tam hội đem tới một tháng âm lịch vô cùng thong dong dành cho con giáp tuổi Ất Mão. Lại thêm nguyệt lệnh lâm thai, đại diện cho sự chuyển hóa, tiến triển, hứa hẹn vận trình sẽ ngày càng hanh thông, vì vậy những chú mèo có thể kê cao gối ngủ trong tháng này. Nhìn chung, những chú mèo không gặp bất cứ trở lực nào trong tháng, khởi đầu năm mới như vậy không tồi chút nào phải không? Tuy nhiên để đạt được bước đột phá mới, đòi hỏi bạn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tin mừng tiếp theo sẽ đến từ phương diện tài chính, tài lộc ngày càng khởi vượng nhờ sự xuất hiện của chính tài. Trong tháng Tết này tuổi Ất Mão làm việc khá thảnh thơi mà nguồn thu không hề sụt giảm. Thị trường đầu năm thường ít biến động, bạn có thể cân nhắc việc đầu tư ở quy mô nhỏ lẻ trước, đợi thời cơ làm lớn. Tham lam khiến bạn mất cả chì lẫn chài, nhưng ngay từ đầu tháng bản mệnh vẫn cần lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh tình trạng tiêu tiền như nước, rất dễ dẫn tới phá tài. Đào hoa trong tháng cũng có dấu hiệu khoe sắc tích cực, nhờ Bách Việt chiếu mệnh, người độc thân vượng đào hoa, nhân duyên khác giới rộng mở, có thể tìm được một nửa phù hợp trong chuyến du xuân hay đi du lịch đầu năm mới. Vợ chồng tuy có bất đồng quan điểm nhưng biết chín bỏ làm 10, giữ gìn gia đạo yên vui. Phương diện sức khỏe cần chú ý tới vấn đề ăn uống, những cuộc ăn nhậu, tụ tập trong kỳ nghỉ dài dễ gây ra các vấn đề về tiêu hóa, nên bạn thường bị đầy hơi, ăn không ngon miệng, nhiều người lại lười luyện tập khiến trọng lượng cơ thể tăng đáng kể. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Ất Mão 1975, Tết 2024 âm lịch. Xem tử vi Tết 2024 âm của 12 con giáp, công việc của tuổi Ất Mão tiến triển thuận lợi, dưới tác động tích cực của cục diện tam hội. Tháng Tết này hứa hẹn sẽ vô cùng thong dong với đường công danh của con giáp này, lại gặp thêm tháng có nguyệt lệnh lâm thai, đại diện cho sự chuyển hóa, tiến triển, hứa hẹn vận trình sẽ ngày càng hanh thông, vì vậy những chú mèo có thể kê cao gối ngủ trong tháng này. Công việc đầu năm không quá nhiều, nhưng nếu không làm tốt ngay từ bước khởi đầu này, vận trình cả năm về sau của bạn sẽ bị ảnh hưởng theo đó. Thật may mắn vì mọi thứ đều tiến triển đúng kế hoạch, hầu như không có biến động lớn, mọi thứ dường như đã vào đúng guồng, bản mệnh cứ y kế hoạch mà làm. Ngưu sự không quá khó khăn, nếu có ý tưởng hay dự án nào lớn, bạn có thể cân nhắc triển khai trong thời gian này, tỷ lệ thành công khá cao. Bên cạnh đó, Bách Việt tăng vận đào hoa, có lợi cho bản mệnh mở rộng và phát triển các mối quan hệ xã giao, tạo bước đệm cho sự thăng tiến sau này. Mọi xui xẻo, điều bất lợi của năm cũ coi như đã qua, năm mới nghênh đón nhiều niềm vui và may mắn. Nhìn chung những chú mèo không gặp bất cứ trở lực nào trong tháng, khởi đầu năm mới như vậy không tồi chút nào phải không? Tuy nhiên để đạt được bước đột phá mới, đòi hỏi bạn vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nên nhớ luôn đổi mới và sáng tạo sẽ rút ngắn con đường tiến tới thành công của bạn. Xét phương diện tài lộc tuổi Ất Mão 1975,
Tết 2024 âm lịch. Theo đà công việc thuận lợi, tài lộc của tuổi Ất Mão cũng khởi sắc hơn nhờ sự xuất hiện của chính tài. Trong tháng Tết này, tuổi Ất Mão làm việc khá thành thơi mà nguồn thu không hề sụt giảm. Bản mệnh sẽ có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái. Nói chung không cần lo lắng về chuyện tiền bạc. Dù bạn là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh, với những ai đang ấp ủ ý định khởi nghiệp, thời điểm đầu năm này khá phù hợp để bắt đầu. Tuy nhiên bạn vẫn nên tiến hành từ từ, thăm dò thị trường một thời gian để hạn chế rủi ro. Sau rồi mở rộng cũng chưa muộn, cách làm chậm nhưng chắc sẽ mang lại hiệu quả cao. Với người theo nghiệp kinh doanh, thị trường đầu năm thường ít biến động. Bạn có thể cân nhắc việc đầu tư ở quy mô nhỏ lẻ trước, đợi thời cơ làm lớn. Tham lam và vội vàng có thể sẽ khiến bạn mất cả chì lẫn chài. Có điều tiền kiếm được nhiều mà tiêu đi cũng không ít cho các kế hoạch đầu năm. Vì thế dù vượng tài mà tháng này tuổi Mão cũng chẳng dành dụng được là bao. Tiền vào cửa trước lại ra cửa sau do bao nhiêu chuyện cần phải chi tiêu. Do đó, ngay từ đầu tháng bản mệnh vẫn cần lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh tình trạng tiêu tiền như nước, rất dễ dẫn tới phá tài. Muốn kích vượng vận tài lộc ở góc đông bắc trong nhà, nơi có sao Bát Bạch chủ tài lộc cư ngụ, người tuổi này có thể đặt một bể cá vàng hoặc bài trí thêm những vật phẩm phong thủy cầu tài lộc. Xét phương diện tình duyên, tuổi Ất Mão 1975 Tết 2024 âm lịch. Đây quả là một tháng may mắn với người tuổi Ất Mão, khi chẳng những công việc và tài lộc hanh thông mà phương diện tình cảm cũng đón nhận nhiều tin vui. Nhờ Bách Việt chiếu mệnh, đào hoa trong tháng có dấu hiệu khoe sắc tích cực, đầu xuân vận khí thuận lợi, vạn sự tươi mới, là thời điểm nhân duyên nở rộ mang tới nhiều niềm vui và bất ngờ cho chuyện tình cảm, yêu đương nam nữ hạnh phúc gia đình, đi đâu làm gì con giáp này cũng dễ dàng hút sự chú ý. Điều này rất có lợi cho nhân duyên của người độc thân, cát tinh xe duyên giúp bạn mở rộng các mối quan hệ, được nhiều người mai mối, dễ tìm thấy đối tượng phù hợp. Cũng có người có thể tìm được một nửa phù hợp trong chuyến du xuân hay đi du lịch đầu năm mới. Hãy mở rộng trái tim đón nhận tình cảm mới, để vết thương trong quá khứ ngủ yên, có như vậy bạn mới sớm tìm được hạnh phúc đích thực. Các khí từ sao Bách Việt còn có tác dụng hóa giải mâu thuẫn, vợ chồng tuy có bất đồng quan điểm, nhưng biết chín bỏ làm 10, qua đó vợ chồng càng thêm thấu hiểu và gắn kết, giữ gìn gia đạo yên vui. Nhìn chung, đây sẽ là một tháng yên bình cho những người đã kết hôn và một tháng tình duyên rực rỡ cho những người còn đang tìm kiếm tình yêu của riêng mình. Xét phương diện sức khỏe, tuổi Ất Mão 1975, Tết 2024 âm lịch. Độ tuổi trung niên là giai đoạn quan trọng để bảo trì và gìn giữ sức khỏe, do đó anh chị tuổi Mão 1975 nên dành thời gian chăm sóc cơ thể, thường xuyên đi khám định kỳ để nắm bắt tình hình sức khỏe cá nhân tốt nhất. Năm nay bản mệnh Ất Mão có thể tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ ngắn để thư giãn, lấy lại năng lượng làm việc, biết quý trọng sinh mệnh, sống lạc quan tích cực. Sẽ giúp mệnh chủ cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất thay vì dành toàn bộ tâm huyết để lo toan cho người khác. Bản mệnh nên quan tâm tới thể trạng và tinh thần của mình. Có câu, sức khỏe là vàng, có sức khỏe là có tất cả. Vì thế đừng quên bảo vệ tài sản vô giá này càng sớm càng tốt. Quý vị thân mến, để năm 2024 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để anh chị có một năm mới bình an may mắn. 1. Cách làm tăng cát tính của sao Thái Dương trong năm 2024. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng, bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu, mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt, bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. 2. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh,
tránh hùn hạp, góp vốn với ai. Ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại. Để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Vâng, thưa quý vị, theo quan niệm của người xưa, chọn người hợp tuổi xông nhà sẽ giúp kích hoạt tài lộc, thu hút vận may cho gia chủ trong năm mới. Khi chọn người xông đất đầu năm ngoài yếu tố hợp tuổi, ông cha ta còn cẩn thận chọn người có tính tình tốt bụng, hiền lành, nhân hậu, được mọi người yêu mến. Người tuổi Mão theo tam hợp, Hợi Mão Mùi, nên chọn người tuổi Hợi và Mùi để xông nhà. Theo nhị hợp, Mão Tuất, nên chọn người tuổi Tuất. Bên cạnh đó, nam tuổi Mão 1975 mệnh Thủy, hợp với người mệnh Kim đến xông nhà, vì Kim sinh Thủy. Cụ thể danh sách người hợp tuổi xông nhà cho gia chủ Ất Mão 1975 bao gồm Kỷ Hợi 1959, Nhâm Tý 1972, Canh Thân 1980, Kỷ Tỵ 1989, Nhâm Ngọ 2002, Quý Mùi 2003. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Xuất hành mùng 1 Tết, đi về hướng Đông Nam để đón tài thần, hướng Đông Bắc để đón hỷ thần. Khung giờ đẹp để xuất hành cho bản mệnh Ất Mão bao gồm giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ. Vâng, quý anh chị tuổi Ất Mão thân mến, chấp nhận sự thua luôn là một điều khó làm, chấp nhận rằng mình đã mất, chấp nhận rằng mình kém cỏi, chấp nhận rằng mình chủ quan không đủ kiến thức, hay chấp nhận rằng do mình lười biếng hành vi chảnh mảng, ít người dám thừa nhận sự thua của bản thân mình, nên chúng ta đổ tại đời, chúng ta đổ tại người, chúng ta đổ tại số, chúng ta trách vận mệnh thiên thời, chúng ta oán ma xui quỷ khiến, nhằm khỏa lấp cái ý tưởng rằng ta giận chính bản thân mình, đã đưa ra sự lựa chọn ngu xuẩn, đẩy cuộc đời ta vào những hoàn cảnh chông gai. Nhưng thực ra trên con đường làm lại, hoặc trên con đường khắc phục thiệt hại, hoặc trên ngã rẽ mới của cuộc đời, dù bạn ở tuổi 30, 40 hay 50, thì việc tự vấn lại hành vi của bản thân, chấp nhận sự thua mình đã có, là điều đầu tiên chúng ta cần phải làm nếu muốn thật sự thoát khỏi quá khứ, lột xác ở hiện tại và hoàn mỹ cuộc đời ở tương lai. Nên lắm lúc gạt bỏ mọi yếu tố khách quan, hãy nhớ dù đúng dù sai, dù thành hay bại, chính bạn là người đã quyết định cuộc đời mình. Sướng thì bạn hưởng, khổ thì đừng đổ tại ai ngoài mình. Bạn bị ai đó lợi dụng sự tin tưởng, lừa đảo về vật chất, đấy là do bạn không đề phòng. Bạn bị ai đó lợi dụng tình cảm, phụ bạc và phụ lòng, đấy là do mắt nhìn người của bạn chưa chuẩn xác, do bạn bỏ qua cái giác quan thứ 6 mà trời ban không dùng vào. Bạn làm ăn thua lỗ, đầu tư không lợi nhuận, đấy là do bạn chưa đủ giỏi, kế hoạch của bạn chưa đủ chuẩn, bạn cứ loanh quanh một chỗ, không bứt phá được vòng luẩn quẩn, cũng là do trí bạn chưa đủ lớn, chăm bạn chưa đủ nhiều, nghị lực bạn chưa đủ phi thường, để kỷ luật và gò ép bản thân. Lắm lúc sau khi tự vấn, quy lỗi lầm về chính mình, như tiên trách kỷ, bạn sẽ thấy lý do mình thua trong đời, nó rõ ràng và mạch lạc lắm thay. Bản thân ta là nguyên nhân khiến ta thua, thì chính bản thân ta cũng là nguồn cơn cho sự thắng. Nếu bạn còn muốn chiến, còn muốn đấu, còn muốn bắt đầu, còn muốn khởi nghiệp, hay có một cuộc nhân sinh tận toàn với trách nhiệm đang phải gánh, thì hãy ngồi lại, ngẫm lại cuộc hành trình bạn đã trải, xem mình sai bao phần, mình kém bao chỗ, rồi sau đó khắc phục nó mà lại bước vào cuộc chinh chiến dài kỳ. Đặc biệt nhắc nhở 1975, vì giờ là lúc cuộc đời bạn chuẩn bị bước vào những ngã rẽ quan trọng nhất trong cái chung vận này, là thành hay bại, là được hay mất, là rực rỡ hay ảm đạm, là cười thật nhiều hay nuối tiếc thật lắm, chính là ở cái đoạn quan trọng này của nhân sinh. Và mong bạn nhớ rằng ta thua cuộc nhưng chưa từng bỏ cuộc, chỉ cần ta không bỏ cuộc thì mọi thứ nhất định sẽ ổn thỏa mà thôi. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.